Bí thư Hà Giang, tôi thấy buồn khi con gái bị sửa điểm thi. Ông Triệu Tài Vinh cho hay, tỉnh Hà Giang thống nhất, tôn trọng sự thật và chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng. Trao đổi với phóng viên báo, sáng ngày 19 tháng 7, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh cho hay, về sự cố nâng điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra trên địa bàn, tỉnh sẽ tuân thủ kết luận của Bộ Công an và Bộ Giáo dục. Với tư cách Bí thư tỉnh ủy, từ trước khi kỳ thi diễn ra, tôi đã có ý kiến, chỉ đạo các vấn đề liên quan theo đúng quy định, nhưng đáng tiếc xảy ra sự việc nâng điểm. Tôi đã thống nhất với Chủ tịch tỉnh, Ban chỉ đạo thi của tỉnh là tôn trọng sự thật. Hiện tôi không có cơ sở nào để nói trước điều gì, ông Triệu Tài Vinh nói. Trước thông tin con gái mình được nâng điểm, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho hay, mới đầu thấy con gái điểm cao thì nghĩ năm nay con sẽ đỗ đại học. Tuy nhiên, sau đó với việc cháu bị sửa điểm, tôi có hỏi con và thấy cũng hơi buồn, còn việc nâng thế nào thì tôi không biết. Theo lãnh đạo Hà Giang, dư luận cần có góc nhìn dựa trên thực tế, công tâm với học sinh có năng lực thực sự để các em chuẩn bị tâm thế bước vào giảng đường đại học. Con gái tôi nói riêng và những học sinh khác của tỉnh, nếu điểm thi cao đúng với học lực thì cần động viên, biểu dương. Trường hợp điểm thi không đúng, tôi không dung túng để em nào đó học kém nhưng lại đỗ vào các trường đại học tốt, ông Vinh nhấn mạnh. Trước đó chiều ngày 17 tháng 7, tổ công tác của Bộ Giáo dục đã công bố kết quả xác minh sau 4 ngày chấm thẩm định tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang. Theo đó, hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã bị can thiệp, sửa để nâng điểm. Trả lời câu hỏi, trong số thí sinh được nâng điểm, có bao nhiêu con em quan chức tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý cho biết, kỳ thi có rất nhiều đối tượng, trong đó có cả con lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ không lãnh đạo nào nói phải đưa con tôi vào trường đại học nào. Nếu sai ở điểm nào, ai sai, xử lý ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và trả lời dư luận, ông Quý nói. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý, Chất lượng Bộ Giáo dục, khẳng định việc điều tra những người liên quan ở Hà Giang chưa kết thúc, phải tiến hành tiếp. Bộ Giáo dục, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh đều kiên trì mục tiêu, xử lý đến cùng. Đúng người đúng việc và không có vùng cấm trong sự việc này. Bí thư Hà Giang con gái có bài thi, bị thay đổi điểm. Liên quan đến vụ việc, con gái có bài thi, bị thay đổi điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, đã trả lời trên báo Tuổi Trẻ, ra ngày 19 tháng 7 rằng, tôi không đi xin xỏ cái gì cả. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh, trả lời trên báo ngày 19 tháng 7 rằng, việc có tên con gái tôi trong danh sách bài thi bị thay đổi điểm, với việc đang chỉ đạo quyết liệt, giải quyết vụ việc, không ảnh hưởng gì đến nhau. Lãnh đạo tỉnh quyết tâm chỉ đạo, giải quyết vụ việc, theo nguyên tắc, ai sai người đó chịu. Về trường hợp của con tôi nói đúng tâm mình, là cháu nó học giỏi, tội gì phải xin điểm. Còn việc bài thi bị sửa, thì tôi không biết. Cũng trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang lý giải, trong 3 năm học phổ thông, con gái ông học trường chuyên, liên tục làm lớp trưởng, lực học luôn đứng trong top học giỏi của lớp, nên không có chuyện phải đi xin điểm. Về mặt lô dịp, con gái tôi học giỏi liên tục 3 năm, học giỏi từ cấp 2, thì việc gì phải đi xin điểm. Trong tâm của tôi thì, không bao giờ phải đi xin xỏ, những việc ấy, không có việc như thế. Theo lời ông Vinh, con gái ông đăng ký xét tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội. Tổng điểm 3 môn để xét tuyển, trước khi chấm thẩm định, là 26 điểm, sau chấm thẩm định bị giảm xuống còn hơn 24 điểm. Số điểm sau chấm lại này, vẫn đủ để đỗ vào đại học. Từ trước đến giờ, tôi không đi xin xỏ cái gì cả, trong việc này cũng thế, Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vinh. Khởi tố vụ nâng điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang quyết định khởi tố hình sự để làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ nâng điểm cho 114 thí sinh, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan chức năng, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phó phòng khảo thí, sửa điểm như thế nào? Hai ngày trước, tại buổi họp báo, chiều ngày 17 tháng 7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng,
thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Về việc sửa điểm, đại diện Cục An ninh Chính trị, Nội bộ A83, Bộ Công an nói, ông Vũ Trọng Lương được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy. Điều tra ban đầu cho thấy lúc này có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp. Ông Khương cũng cho hay, quy trình thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở và của Công an, giám sát chưa chặt chẽ khi để ông Lương xử lý tất cả, trong khi thành viên ban giám sát ở đó. Những thành viên tham gia, về cơ bản, không nắm được thao tác, quy trình, nên để ông Lương qua mặt. Ông Lương đã có thời gian hơn 2 giờ. Từ 12 giờ đến 14 giờ 38, ngày 27 tháng 6, chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, ông này đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Quá trình theo dõi lại camera lắp tại Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang chưa phát hiện thêm cá nhân nào cùng tham gia với ông Lương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, A83 nhận định rất khó để một mình ông Lương có thể làm hết những việc như vậy trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi làm việc từ 20 giờ cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Với 10 người mới có thể rút bài ra kiểm tra, xác định đối sánh, xem có sự sửa đổi trên bản gốc không. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục điều tra xem sự việc này có liên quan đến những người khác hay không, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83 nói. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, cho hay, về trường hợp những người can thiệp chỉnh sửa bài thi, điểm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, xử lý đúng người đúng tội. Hơn 300 bài thi bị sửa điểm. Theo thống kê, có 102 bài thi toán đã chênh từ 0,1 đến 8 điểm, 85 bài thi vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm, 56 bài thi hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm. Môn sinh có 8 bài thi chênh từ 1 đến 4,25 điểm. Môn lịch sử và tiếng Anh lần lượt có 9 và 52 bài thi đã chênh lệch từ 1 đến 7,8 điểm. Kết quả rà soát cho thấy 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định. Trước đó, khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn điểm thi của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Nói với phóng viên, nhiều thí sinh ở Hà Giang cho rằng kết quả không phản ánh đúng lực học thực chất của nhiều học sinh. Có tình trạng thí sinh học không nổi trội lại đạt điểm cao bất thường hơn cả những người được đi thi quốc tế. Đặc biệt, một số thí sinh khi thi thử ở mức trung bình nhưng thi thật lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Bí thư tỉnh Hà Giang nói gì? Khi có con được nâng điểm. Trước khi vụ việc phanh phui, phụ huynh, học sinh phản ánh một trong số những thí sinh có điểm cao bất thường được cho là con của một lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Trả lời câu hỏi của trong buổi họp báo chiều ngày 17 tháng 7 về vấn đề trên, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Hà Giang, cho hay việc con của lãnh đạo tỉnh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia là điều đương nhiên. Kỳ thi có rất nhiều đối tượng dự thi, trong đó có cả con lãnh đạo. Tuy nhiên, không có lãnh đạo nào nói phải làm việc để đưa con họ vào trường nào cả. Vì vậy, sai ở đâu, sai ở điểm nào, ai sai, cơ quan điều tra đang làm việc. Có con nằm trong danh sách được nâng điểm lần này. Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết, con gái ông học ở trường chuyên của tỉnh Hà Giang. Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng điểm. Thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào chồng thì sao, Bí thư Hà Giang nói. Vị lãnh đạo tỉnh Hà Giang chia sẻ, con gái ông học chuyên Anh văn, nằm trong top đầu của lớp. Về việc có xin điểm hay không, ông cho biết, đang nắm thông tin xem, lãnh đạo hay ai đó nhắn tin, để thực hiện việc can thiệp điểm thi, Trung học Phổ thông ở Hà Giang. Ông cũng cho rằng, vụ việc này, cơ quan công an đang vào cuộc. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, thống nhất xử lý nghiêm vụ việc. Bên cạnh đó, Bí thư Triệu Tài Vinh, nhận định, cần nhìn nhận đúng xem, các cháu học như thế nào, chứ cứ nhìn hình ảnh con lãnh đạo.
thì các cháu xấu cả là không được. Các cháu không có lỗi gì cả. Con tôi năm nay thi tốt nghiệp, như thế này không phải lỗi của cháu. Không phải lỗi của tôi. Báo chí cần định hướng tốt, để dư luận có cái nhìn tốt nhất, còn lãnh đạo nói chung, chất lượng học có đúng như thế không? Mới là quan trọng, ông mong muốn.